Đây, đây là cái nhà văn hóa của khu đoàn cổ Lộc Yên. Chung là đang phát triển du lịch, ít du khách đó. Mình thấy cổ cổ mà đúng thật sự là đoàn cổ đó. Mà mọi người cùng đi thông quốc. Thì ngoài cái khu văn hóa này thì làng cổ mình đi đang chút. Cái xa anh nói đây ra nè. Đây là bắt đầu đây à? Đó là có một cái nhà cổ. Dạ. Cái nhà nước cổ đó. Rồi. Cái qua là mình thấy cái nắp nắp á. Dạ dạ. Nhưng mà đi mình đây. Cái qua mình đi mình thấy không được. Đi theo nhau mình thấy được. Là có tổng là ba cái. Ba cái là vậy. Dạ. Khoảng là vẫn là đồ cổ đó. Dạ. Có bọn trồng quay rồi, thầy quay. Dạ dạ. À bọn trồng quay á. Là để mấy người để cái tay lên là nó tự quay á. Dạ. Ngồi dưới đây rồi. À. Là nhà văn hóa. À cái ngôi nhà cổ. Ừ, vô đường kia. Qua trước cái nhà văn hóa này. Nhà văn hóa luôn cũng độc lạ này. Nay nhà văn hóa thâu. Này, ngôi nhà kiến trúc kiểu cũng là đồ cổ này. Má lột mà là bàn bàn ngó phải đúng rồi nữa. Cọc nữa không biết à này là giỏ cổ chứ không phải là thấy đồ cổ. Cái này là bàn bê tông cốt thép nhưng mà sơn giỏ gỗ mọi người nhé. Vừa có ổ ăn mà ổ ăn đây là lò mà kiểu nhỏ cổ chứ không phải là cổ. Lò mái đầu tư mái hướng là nhỏ cổ. Đây là cái di tích cổ. Ừ. Do nước chắc. Do nước vàng á. Điểm khu trưng bày hòn ô cốt hợp tác xã trưng bày cái gì trưng hầu như sản phẩm là không còn để nữa. À có rượu lòng bông. Có sản phẩm từ nông nghiệp ấy. Tinh nghệ bọc à, tinh nghệ bọc thì đóng gói cũng giống như cà phê. Cửa này quá rồi. Có hệ thống gắn camera rồi. Dạ chị đi. Anh vô xong thăm xui.
này, được đầu tư đẹp, là đầu tư để xứng với ngôi lon cổ. Lon cổ nó lon cổ có được, nghe chú ông kêu là được bãi cái nhà cổ lắm. Cái này cũng cổ kính đây, làm theo kiểu phong cách cổ kính. Đây là cái nhà, khu vệ sinh. Khu vệ sinh này cũng được xây dựng mới theo lối hiện đại, nhưng mà kiến trúc nhìn nó vẫn cổ. À, khu vệ sinh nữ, khu vệ sinh luôn. Trong khu vệ sinh này thế này không? Ấn tượng nhất là cái nhà văn hóa được đầu tư và giống cổ, giỏ cổ. Có cái phù điêu này cũng theo cổ kính. Đây là toàn cảnh của khu nhà văn hóa cổ theo lối kiến trúc cổ. Giữa là người trị có cây bòn to mốt, có một cái giếng, lối đi bộ vô giếng nước. Giếng được xếp thành đá, đá núi. Có nước không? À có nước, nhưng mà rất là dơ. Giếng nước, sân đình, nghe dọn là sân đình. Đẹp. Không ngờ, mình bất ngờ thiệt. Đi lộn biết bao nhiêu nam đây nên mà không biết cái lộn này. Để đưa kho ra. Đấy. Dừng lại cho em cái. Có rồi. Mà mọi người cắt bước đi vô cái khu nhà cổ. Ngôi nhà cổ. Cái lòng cổ phải có ngôi ngôi nhà cổ chứ. Đường được lót đó núi. Bên núi chạy rồi. Thấy chứ. Nè, nè. Chụp ấn tượng rồi. Hai. Cái đường đi vô ngôi nhà cổ này được lót đá. Đá xếp đá núi được xếp thành. Hai bên là ruộng lúa. Hầu như trên thiên phước này là mọi người đều chắc những hòn đá trước ngõ để chống sọt, chắc này chắc cắt lên thôi chứ không có xi măng. Là chắc nhà cổ đây chứ không biết. Đường lên nhà gồm nhiều bậc cấp. Đẹp không? Khá đẹp không? Ừ.
cổ. Đây nhỏ cổ đây. Anh đây. Đi lên đi con, đi lên. Vừa bạc cắp đi lên nè. Tính hơi bao nhiêu bạc? Quá. Cái gì đẹp nữa không mày? À. À, bạc này. Này cục phê đi Lan nha. Và cắp đi được không? Nè, người nhập cổ ra. Có người ở chứ. Chị cô, chị công thông quan cái nhà tí. Dạ. Dạ. Đây là ngôi nhà cổ đây. Dạ. Cái này được lòng năm mấy cô? 200 năm rồi. Ừ. Bả đài. Này là ngôi nhà cổ này lòng được 200 năm. Bả đài rồi đây. Đống cổ luôn. Đúng đẹp mà. Con ở Tôn Kỳ. Con lấy này nè, nhà cổ chưa mới bước chuột ra. Chứ con lồn vòng quanh đây. Ở không? Con lồn ở Tiên Phước đây, công trình ở đây. Mà không biết cái lồn. Dạ. Hồi trước con đi vô lộn đường chạy ra cái sông tiền nữa luôn, qua xe không được luôn á. Không phải sao được, con ở đây rộng mấy ba. Dạ. Nhưng mà trong cái chỗ nó ngay chỗ cào qua không được, vất vả lắm, cả tiếng đồng hồ con mới ra được. Thôi con về luôn. Còn bông à, 200 năm rồi mà cái cầu cái cục mít đây, cục mít nha, cầu y. Dạ. Những cái điều khác cổ. Cũng ấn tượng. Điều khác này là một cháu bí đỡ cái vị kèo. Đây là điều khác tay con dao rồi dưới cái cuốn sách. Dạ. Dạ. Ấn tượng. Dạ cũng làm công trình xây dựng. Cô ở đây có ai nữa không nè mình? Ấy là cô á, cô ở ở mình đó hả? À, con cô đi lộn hả? Còn xin khắc kinh nhau. Bả đài rồi. Kinh. Cứ bò rồi. Cửa này cũng cổ luôn đây hả cô? Ừ. Trăm nam là cái kinh này. Ngó vòng một lần nước cho bà cô hơn. Dạ đúng rồi. Cái này phải giữ. Bên đây chờ sửa lại cái bị dột không rồi. Dột à. Má trước cho má sao mà lợt mà má trước. Cái thừa. Kênh ngô. Đây là không được.
đúng không? dân ở đây cũng được cái thần ngon lần được mà Dạ yeah. lợn Hậu âm ơi là giữ hết rồi lần nha có cổ, cổ này là rất là khó, bổ lợn dưỡng của nó vô cũng khó. lợn Người nhỏ ấn tượng quá đẹp, những cái vị kèo là đều toàn điêu khác hết. đó thấy cái nó đúng rồi ha đúng rồi cậu này. Đọc ai à, đài đài cái chi tiết này mới đọc đó, đúc vô cái cầu nhưng mà có tí tí hoa vàng ấy. Cái này cũng cổ luôn hả cô? Ấy tay thì liễn Cái liễn, liễn cổ rồi mọi người. Đây là liễn cổ. có cái chữ mà nó có cái chữ chân vậy Để trăm năm Trung rồi. Quốc còn có Cái cái chữ này chắc Trung chữ bản là chữ chi chữ nôm quá. con có Có dịch ra được chưa cô? bọn bị trong rồi mà đi Đó ra. Thầy chùa mà dịch cũng không ra à. À, đây mọi người mấy cái chữ này không biết chữ chi rồi, mọi người dịch được thì dịch chung nhé, là từ trên xuống dưới. Cái này chắc chữ chữ hón rồi. Dạ hón, hón nôm cũng của Trung Quốc thôi mà không biết ra dòng chữ đẹp quá à. Cái này trường cũng hầu nó được cũng được cũng ca luôn liền liền à, cũng cũng nhờ cổ đây hả cô? đẹp lắm À có bộ bồng quay 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 có bộ bồng là cái có bộ bồng ngô quay đâu cô? À đây đây hả? Đây đây mọi người, đây bộ bồng quay. Để tay lên mà nó quay hả cô? Cậu cậu đây mất rồi, xuống mất rồi, đây với mó mấy người đĩa là hắn chạy. Nhảy với em chạy. Hả? Đây. Chẳng này. Dạ. Các bạn tự quay đó. À, nó quay mạnh như kinh nha. Đây cái bọn này là tự quay mọi người, bọn cổ. Rửa tay nó lại. Ồ, quay lại, quay lại. Đó, đó, có quay lại. Ôi, trời, trời, trời. Hai đấy. Dạ. Cái kế đơn giản này thôi. Đây là cái chân bòn và cái trụ đỡ. Trong này chắc có cái trục thôi. Mà khi đặt tay, hai người đặt tay lên là nó quay, 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 quay chạy mạnh chứ không phải là quay bình thường. Giống như có motor lực kia lực cái này không bỏ bay nè, cái này chắc một cái chọc gỗ nữa à, hấp dẫn thì không biết cái việc rang hay rang là nó quay được tha thiệt nha. Chắc có cái thực trường lực hút kỳ bí á mọi người nha, cái này bí dẫn này không giải thích được tại rang hắn quay mà mình trực tiếp cái đĩa tay vô là hắn quay thôi, quay mà chóng mẹt hay là quay bình thường. Đây toàn cảnh ngôi nhà cũ thứ nhất, ngôi nhà cổ có cái bòn quay, nhà cổ 200 năm. Cái
cái hồ này cũng hồ cổ nè. Nè, hồ cổ đây. Ở bên kia thì cũng máng ngồm lại, không phải là cổ. Cái này là cũng ngôi nhà chính 200 năm. Có điều đặc biệt cái là cái có cái bòn qua, không biết lý do tại đây. Ở đây mấy ngôi nhà nữa mà nén quá. Có dịp mình lên lại, mình quay lại từng cái ngôi nhà cho mọi người cùng theo dõi. Đây cũng gần với nhau mà nén quá. Từ 12 giờ rồi, 12 giờ trưa. Khung cảnh thì quá đẹp. Chưa nén quá, thôi mình xuống núi đây. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Cô. Chưa cô.